Cô thân chào các em học sinh thương mến. Ở chương 8 chúng ta đã tìm hiểu về các nhóm thực vật như tảo, rêu, dương sỉ, hạt trần, hạt kiến. Và ở tảo người ta thấy nó có đến 200.000 loài, rêu 2.200 loài, dương sỉ 1.100 loài, hạt trần 600 loài và cây hạt kiến đến 300.000 loài. Chúng hợp thành giới thực vật. Như vậy giới thực vật gồm rất nhiều dạng khác nhau về tổ chức cơ thể. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới thực vật, người ta phải tiến hành phân loại chúng. Hôm nay, cô trò mình tìm hiểu bài 43, khái niệm sơ lược về phân loại thực vật. Vậy, phân loại thực vật là gì? Các em hãy quan sát hình sau. Cô có cây rêu tường, rêu tảng, phong lan, cây cải và một cái bài tập. Các em nhìn hình, các em điền cho cô vào chỗ trống hai từ giống nhau, khác nhau. Chúng ta xem đáp án. Giữa rêu và cây hạt kính có nhiều điểm rất khác nhau, nhưng giữa các loài rêu với nhau hoặc giữa các cây hạt kính với nhau lại có sự giống nhau về tổ chức cơ thể và sinh sản. Cô có những nhóm thực vật sau: rêu, dương sỉ, hạt trần, hạt kính. Các em hãy quan sát những nhóm cây: rau bọ, phong lan, rêu tảng, cây dương sỉ, cây cải, cây thông hai lá, cây rêu tường. Các em hãy sắp xếp chúng vào những nhóm thực vật tương ứng. Chúng ta xem nhóm rêu gồm có những đại diện cây nào. Có cây rêu tường, rêu tảng, dương sỉ, cây rau bọ, cây dương sỉ, hạt trần, cây thông hai lá, hạt kiến thì gồm có phong lan và cây cải. Tại sao người ta xếp rêu tường, rêu tảng vào trong nhóm rêu, cây rau bọ, cây dương sỉ vào trong nhóm dương sỉ, cây phong lan, cây cải vào trong nhóm hạt kiến? Thì người ta phải tìm hiểu về hình thái, đặc điểm cấu tạo bên trong của chúng, rồi người ta mới sắp xếp chúng vào những nhóm. Và cái công việc như vậy người ta gọi là phân loại thực vật. Vậy phân loại thực vật là gì? Là việc tìm hiểu các đặc điểm giống nhau và khác nhau của thực vật, rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định, gọi là phân loại thực vật. Các em ghi bài cho cô. Chúng ta xem có những bậc phân loại nào. Chúng ta sang tiếp hai nhỏ các bậc phân loại. Giới thực vật được chia thành những bậc phân loại từ cao đến thấp, thì chúng ta gồm có ngành là cao nhất, kế tiếp là lớp, tiếp theo là bộ, rồi đến họ, rồi đến chi và cuối cùng là loài. Loài là bậc phân loại cơ sở, cũng là bậc phân loại nhỏ nhất. Loài là gì? Loài là tập hợp của những cá thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít, mà bậc càng cao thì sự khác nhau giữa các thực vật càng nhiều. Cô ví dụ, trong ngành hạt kiến chúng ta chia ra làm hai lớp là lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm. Và bây giờ trong lớp hai lá mầm này thì chúng ta có bộ bầu bí. Và trong bộ bầu bí này lại chia ra nhiều họ bầu bí, họ dưa. Và trong giờ trong họ bầu bí này lại chia ra chi bầu, chi bí. Và trong chi bầu này người ta chia ra loài bầu sao, bầu hộ, lô. Như vậy, trong các bậc trên thì bậc ngành hạt kín là bậc cao nhất, bậc thấp nhất chính là bầu sao, bầu hộ, lô. Chúng ta sang tiếp các ngành đã được học từ chương 8. Cô có một cái sơ đồ. Và cái sơ đồ này cô có đánh số thứ tự từ 1 cho đến 8. Tương ứng chúng ta có 8 câu. Các em hãy đọc kỹ để các em điền vào coi nó hợp với chỗ nào. A có bào tử, B có hoa, quả, C có nón, D thực vật bậc thấp, chưa có rễ thân lá, sống ở nước là chủ yếu, E có hạt, G rễ thực, lá đa dạng, sống ở các nơi khác nhau, H thực vật bậc cao,
đã có thân lá rễ sống trên cạn là chủ yếu. Chi, rễ dạ có bào tử sống nơi ẩm ướt. Rồi bây giờ chúng ta xem đáp án của mình. Số 1 là gì? Coi nó tương ứng với câu nào? A, B, C, D, E, F chính là câu D. Câu số 2 chính là câu H. Số 3 là câu G. Số 4 là câu G. Số 5 là câu E. Số 6 chính là câu E. Số 7 là câu S, C, C. Và câu số 8 chính là câu còn lại, câu B. Ở giới thực vật này người ta chia ra làm hai: thực vật bậc thấp và thực vật bậc cao. Thực vật bậc thấp có đặc điểm gồm có các ngành tảo, có đặc điểm là chưa có thân lá rễ, sống ở nước là chủ yếu. Thực vật bậc cao thì có những ngành sau: ngành rêu, ngành dương sĩ, ngành hạt trần và ngành hạt kính. Vậy giữa các ngành này phân biệt với nhau như thế nào? Ngành mà cơ quan sinh sản của nó là bào tử, đó chính là ngành rêu. Và nó có đặc điểm là rễ dạ. Bây giờ nhóm rễ thật, lá đa dạng, sống ở các nơi khác nhau thì chúng ta gồm có ba ngành: dương sĩ, hạt trần, hạt kín. Thì chúng ta lại phân biệt với nhau như thế nào? Chính là cơ quan sinh sản. Ngành nào mà cơ quan sinh sản là bào tử thì đó chính là ngành dương sĩ. Ngành nào đã có hạt thì đó chính là ngành hạt trần và ngành hạt kín. Vậy hai ngành này phân biệt với nhau chính là cơ quan sinh sản. Ngành hạt trần, cơ quan sinh sản của nó là nón. Còn ngành hạt kín, cơ quan sinh sản của nó là hoa quả. Các em nhớ điều này chưa? Thế thì bây giờ trong giới thực vật này, người ta chia chúng ngành rêu, ngành dương sĩ, ngành hạt trần và ngành hạt kín. Thì các em hãy xin chia lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm vào trong ngành hạt kín cho cô. Rồi, các em nhớ mình chia như vậy được chưa? Rồi, chúng ta ghi nhanh bài. Rồi chúng ta tìm hiểu về khái niệm sơ lược. Đây là sơ đồ tư duy ha. Phân loại thực vật là gì? Đó chính là cái định nghĩa. Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại. Và các bậc phân loại của chúng ta gồm có ngành, lớp, bộ, họ, chi rồi. Như vậy qua bài học này các em không được dùng từ nhóm tảo, rêu, dương sĩ, hạt trần, hạt kính nữa, mà chúng ta phải bắt buộc dùng từ ngành tảo, ngành rêu, ngành dương sĩ, ngành hạt trần, ngành hạt kính nha các em. Và trong các bậc trên thì loài là bậc phân loại cơ sở. Định nghĩa loài là gì? Các ngành thực vật chúng ta đã học qua nè. Các ngành mà đã có thân rễ lá thì gồm có ngành rêu, có đặc điểm là rễ dạ. Ngành dương sĩ thì rễ thật. Ngành hạt trần thì cơ quan sinh sản của nó là nón. Ngành hạt kín, cơ quan sinh sản của nó là hoa quả. Và trong ngành hạt kín này chia ra lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm. Rồi, đó là sơ đồ tư duy chúng ta cần phải nhớ. Bây giờ cô có một cái bài tập có hai cột: các ngành thực vật và đặc điểm. Các em xem là người ta cho sẵn mình 4 ngành và những cái đặc điểm trên. Các em xem ngành rêu gồm chúng ta ghép câu gì ha. Một phút suy nghĩ. Rồi chúng ta xem đáp án 1 của mình sẽ là một gì. 1C, thân không phân nhánh, rễ dạ, lá nhỏ, sống ở cạn, thường là nơi ẩm ướt, có bào tử, bào tử nảy mầm thành cây con. Đó chính là ngành rêu. Đáp án số 2, 2D, ngành dương sĩ đã có rễ thân lá, sống trên cạn là chủ yếu, có bào tử, bào đồng tử nảy mầm thành nguyên tạng,
Và đáp án số 3 là 2A, 3A. Đã có rễ thân lá sống ở trên cạn là chủ yếu, có nón hạt nằm lộ trên các nón lá đoạn hở, đó là chín ngành hạt trần, và 4 ngành hạt kín thì gồm có thân lá rễ chính thức đa dạng sống ở cạn là chủ yếu, có hoa và quả, hạt là kín nằm bên trong quả. Các em nhớ về nhà học bài và tìm hiểu trước nội dung bài nguồn gốc cây trồng. Bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cô chúc các em học tốt. Cô thân chào các em.